Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 9 câu 35 đến chương 10 câu 1. Khi ấy Đức Giêsu đi khắp thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đến trong trần gian này với sứ mạng mang ơn cứu độ cho con người. Con người sống trong tình trạng tội lỗi, nên rồi dưới ánh mắt của Chúa Giêsu, con người đáng thương và Ngài chạnh lòng thương. Ngài chạnh lòng thương bởi vì những người dân như là đàn chiên không có người chăn dắt. Và Chúa Giêsu chính là vị mục tử nhân lành đã yêu thương đến những con chiên bơ vơ tất bạc. Và Chúa Giêsu cứ trải rộng cái tình thương của Ngài nơi các vị mục tử nhân lành mà Ngài sai đến trong trần gian. Ngày hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta mừng một khuôn mặt rất đẹp, một khuôn mặt rất lớn, thể hiện cho lòng thương xót của Chúa, như là cái lòng thương xót của Chúa nối dài đến dân của Ngài. Ngày hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ Thánh Maria Joan Marie Vianney. Nhắc tới cái tên đó, ai ai chúng ta cũng nhớ, chúng ta cũng mến, chúng ta cũng cảm phục. Cái tên nó hơi dài, Joan Maria Vianney. Ngài là một vị thánh, đại thánh của giáo hội. Thánh Joan Marie Vianney sinh ngày 8 tháng 5 năm 1786 tại Lyon, nước Pháp. Và rồi, sau bao nhiêu gian khổ khó khăn, Joan Maria Vianney mới được chịu chức linh mục và được giao phó làm cha sở họ Ars. Họ Ars là một giáo xứ nghèo, vừa khô khan người lạnh và vất vả. Dân chúng thì nghèo và đời sống đạo đức thì quá nguội lạnh. Joan Maria Vianney đã lãnh nhận giáo xứ này với tinh thần vâng phục, với lòng chạnh thương của Chúa như là người mục tử nhân lành. Và Ngài quả là một vị mục tử nhân lành và gương mẫu. Cuộc đời của Ngài là cuộc đời chỉ biết lo loan báo tin mừng, ngồi tòa giải tội, ăn chay cầu nguyện và hãm mình. Có nhiều lúc người ta thấy khuôn mặt của Ngài rạng rỡ khác thường bởi vì Ngài đã gắn bó với bí tích thánh thể và nhờ lòng sốt sắng, Ngài đã cử hành một cách rất sốt sắng, vừa cử hành vừa thờ phượng. Cuộc đời lịch của Ngài chúng ta thấy rất là gian nan khốn khổ. Một cuộc đời phải nói đi tu là trầy da tróc vảy. Khi mới lên 8 tuổi thì Ngài mới đọc biết viết được. Vì nhà nghèo nên được cha sở nuôi dạy. Và sau đó đưa Ngài vào chủng viện. Vào chủng viện thì với cái trí khôn nó hơi bị kém, Ngài không học được gì cả. Ngày kia một vị giáo sư thần học thừa lệnh Đức Giám Mục đến khảo sát Vianney để xem coi Vianney có đủ khả năng học để tiến tới chức linh mục không. Nhưng mà sau khi tra hỏi thì Vianney không trả lời được một cái câu nào hết. Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn nói: Vianney, anh dốt đặc như một con lừa. Với một con lừa như anh thì giáo hội làm nên trò trống gì? Nhưng mà đứng trước cái lời chê trách ấy, Joan Maria Vianney khiêm tốn bình tĩnh trả lời: thưa thầy, ngày xưa Samson chỉ dùng một cái xương hàm con lừa mà đánh bại 3.000 quân Philistine. Vậy với cả một con lừa này, chẳng lẽ Thiên Chúa không làm được việc gì sao? Và rồi lịch sử ghi lại năm 1789, cuộc cách mạng bùng nổ khiến thầy
Vianney phải bỏ học dở dang. Sau đó thầy tìm cách để tự học dưới sự dìu dắt của cha xứ. Thế nhưng rồi bi đát, học rồi cũng chẳng nhớ, cái trí nhớ của ngài ít hơn trí quên. Và rồi có lẽ Chúa biến đổi cái sự khó khăn thành ra cái niềm hy vọng, may mắn. Thì lúc đó giáo phận thì khan hiếm linh mục, nên Joan Marie Vianney được bề trên gọi vào sát hạch. Và lẽ dĩ nhiên rằng là lần nào cũng như lần nấy cũng trượt hết á. Thế nhưng mà rồi Vianney không nản lòng, ngài không nản lòng và tiếp tục học. Thì cuối cùng bề trên chịu thua trước cái sự bền chí của thầy, nên cha xứ gọi thầy hỏi: thầy có lòng đạo đức không? Vianney trả lời: thưa có. Thầy có kính mến phép thánh thể không? Thưa có. Thầy có siêng năng lần hạt không? Thưa có. Và rồi cha bề trên đã quyết định: thôi, cho thầy chịu chức vì thầy bền chí, cứ nếu khảo mãi thì không bao giờ mà đậu được. Và như vậy, Joan Marie Vianney được làm linh mục nhờ một cái gọi là phép chuẩn. Vì tuy học hành kém, đầu óc thì gọi là mù tịt, nhưng nhờ có lòng đạo đức và bền chí, để rồi Vianney được thụ phong linh mục. Nhưng rồi khi làm linh mục rồi, thì Chúa đã ban cho ngài rất nhiều ơn đặc biệt để cứu cho các linh hồn. Một ngày kia quỷ Satan nói với ngài: nếu trên thế giới này có hai đứa như mày thì tụi tao thất nghiệp. Satan nói như thế mà. Và rồi nhìn vào một cuộc sống của Joan Marie Vianney, chúng ta lại thấy ngài ăn chay, hãm mình, đền tội, khổ hạnh. Và nhìn vào gương mặt của ngài, ai ai cũng thấy được những cái nét gian truân, khắc khổ, lao nhọc, đau thương. Thế nhưng từ trong cái khắc khổ đau thương ấy, con người ấy đã chói lọi một quả tim luôn vui tươi, tự ái, yêu thương mọi người. Và mỗi ngày vào cứ 12 giờ trưa, cha Vianney rời nhà thờ và trở về nhà xứ ăn cơm. Đến 1 giờ ngài lại vào ngồi tòa giải tội và ở đó cho đến tối. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi vắng vỏi, Vianney tranh thủ để làm nhiều công việc. Thường thì khi ăn cơm bao giờ ngài cũng đứng, vì ngồi thì sợ kéo dài giờ ăn. Ăn xong thì ngài đi thăm các trẻ mồ côi, các em nhỏ. Ai cũng thấy ngài vừa âu yếm sung sướng với những tâm hồn đơn sơ. Rồi từ giã các em thì ngài rảo bước đến nhà đi thăm kẻ liệt. Dọc đường ai cũng ngài hỏi thăm. Các gia đình đều mong cha sở đến thăm, vì đối với họ dường như ngài tàng ẩn một niềm vui không bao giờ cạn. Lúc trở về nhà thờ thì ngài trao đổi bằng những lời vắn tắt dí dỏm hài hước, có khách hành hương đứng chờ để chờ ngài vào để mà xưng tội. Có một lần kia, cha Vianney gặp một bà trong xứ đến chào ngài, biết rõ bà là người thật, lắm mồm lắm mép, ăn nói thì luyên thuyên, chẳng có biết suy nghĩ, chẳng có biết gì hết. Thì ngài hỏi: trong suốt một năm có tháng nào con nói ít hơn mọi tháng không? Bà ta bỡ ngỡ ấp úng: thưa cha, con thì có thói quen rồi, tháng nào cũng nói như nhau. Không, có tháng con nói ít, có tháng con không ít nói đó, có biết không? Bà ngẩn ngơ: tháng nào thưa cha? Thì ngài mới nói là tháng 2 dương lịch, bởi vì tháng đó có 28, 29 ngày thôi. Ai cũng cười, rồi ngài vội vã đi vào tòa giải tội. Và lần khác, cha Vianney thấy trước sân nhà thờ có một quầy bán chuỗi tượng và có hình của ngài nữa. Ngài bèn dừng lại, cầm lấy tấm hình của mình đưa lên cao rồi nói: thiên hạ dại dột thật, cái hình nhăn nheo như con khỉ khô thế này mà cũng mua mất một đồng quan. Các người chung quanh được dịp cười bể bụng, cha Vianney cũng cười theo, trả lại tấm ảnh rồi bước vào nhà thờ. Về sau, trở thành một vị thời danh, thu hút nhiều người trở về với Chúa. Chúng ta thấy cuộc đời của cha thánh Joan Marie Vianney là một tấm gương hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn. Đúng như lời thánh nhân thường nói, hạnh phúc cho một linh mục được chết kiệt sức vì phục vụ Chúa và các linh hồn. Và rồi, hạnh phúc ấy đã đến với thánh Joan Marie Vianney vào ngày 2 tháng 8 năm 1859.
Ngài đã lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân và bí tích thánh thể, và Ngài cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa quảng đại quá, khi con không đến với Chúa được thì Chúa đến với con. Ngày 4 tháng 8 năm 1859, khi vị linh mục đọc kinh cầu nguyện cho người hấp hối đến câu: Xin các thiên thần Chúa đưa linh hồn Gioan vào thành Jerusalem, thì cha Gioan Marivianne đã trút hơi thở cuối cùng. Ngài được hưởng thọ 73 tuổi, làm linh mục cha sở họ Ạt được 41 năm. Và sau khi mà hay tin cha Gioan Marivianne qua đời thì mọi người kéo về giáo xứ Ạt. Đoàn người đã rước ngài suốt 48 tiếng. Đức giám mục giáo phận đến chủ sự thánh lễ an táng và giảng thuyết, và ngài nhấn mạnh rằng bao nhiêu thế kỷ mới thấy được có cuộc đời linh mục như Gioan Marivianne. Ngài được an táng trong nguyện đường Thánh Gioan Tẩy Giả bên cạnh tòa giải tội mà người ta gọi là phép lạ lớn nhất họ Ạt. Từ ngày đấy, biết bao nhiêu hồng y giám mục đến cầu nguyện và hôn kính lên viên đá mộ. Ngày 31 tháng 5 năm 1925, Thánh Gioan Marivianne được tuyên phong làm hiển thánh, và năm 1929, Ngài được làm bổn mạng linh mục chánh sứ trên toàn thế giới. Kính thưa cộng đoàn, phải nói rằng một chút ít thời gian để chúng ta điểm lại khuôn mặt của cha Thánh Gioan Marivianne, chúng ta thấy quả thật Ngài thể hiện tấm lòng thương xót, chạnh thương của Chúa Giêsu ở trần gian này một cách thật sự. Ngài đã yêu thương con người nghèo. Từ hồi bé, khi nghe kể lại cuộc đời của cha Thánh Gioan Marivianne, con cảm thấy rất thích, bởi vì đó là một cái gương mẫu của một đời sống linh mục. Phải nói rằng, hết lòng vì các linh hồn, Ngài đã sống hết mình, hết lòng với các linh hồn. Xin cho chúng ta nhìn lên khuôn mặt của Ngài, cầu nguyện đặc biệt cho các cha sở, để cho các cha sở ngày mỗi ngày trở nên giống như hình ảnh của cha Thánh Gioan Marivianne. Ngày hôm nay, giáo dân trong một đời sống khủng hoảng của đời sống đức tin cần lắm có những cha xứ như thế. Ngày hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho các cha xứ để cho các cha xứ trở nên hiện thân của lòng Chúa thương xót như cha Thánh Gioan Marivianne vậy.